Nói như là đồng chí Nguyễn Văn Linh trên báo Nhân Dân á, đó là những việc cần làm ngay. Hội nhập hay là chết ở trong đây á, Trung ương đã nói tới 5 thành phần kinh tế, tới xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, chứ không phải chỉ ở trong cộng đồng người Việt của mình, mà là phải hội nhập các nước ở trong khu vực và toàn thế giới nữa. Thì thêm bạn bớt thù là ý nghĩa xưa nay mà anh. Mà em nghe nói sắp rút bộ đội ta ở Campuchia về hết rồi phải không anh? Phải rút thôi, không á thì đừng nói tới đến chuyện làm ăn. Bởi vì khi người ta làm ăn á, trước hết người ta phải tính đến chuyện an toàn và ổn định lâu dài. Dạ. Còn nói đến vấn đề tem phiếu á, có thể nói bỏ được tem phiếu á là cả một cuộc cách mạng về nhận thức, lý luận và hành động. Thật ra thì có nhiều vấn đề không thuộc về lý luận. Lý luận là đi sau thực tiễn. Vấn đề khoán 10 chẳng hạn, rồi đến chuyện bỏ tem phiếu cũng vậy. Nó đã lỗi thời lâu lắm rồi. Nó lỗi thời với toàn xã hội. Nhưng mà nó không lỗi thời với một thành phần nào đó, quen được hưởng với sự đặc quyền, đặc lợi. Đầu óc quen với cái sự hưởng thụ. Đa số người có chức vụ khó rời bỏ lắm anh Chúc mừng chú mày nha, khá hơn là anh tưởng hai. á. Dạ. Vừa rồi em mới gặp anh Xuân Thành. Anh nói có nhiều cái mới lắm anh. Xuân Thành về Đông Bắc tỉnh mình à? Chiến này làm lớn rồi nha. Mà phải công nhận thằng cha này hay, tập hợp tập kích được á, là người có tầm á. Chuyện cung đình của mấy anh á thì mấy anh biết. Em gặp ảnh thấy thoải mái dễ gần lắm anh. Anh nói chuyện rủ rỉ như vậy mà nghe vô lắm anh hai. À, anh phát biểu trong hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh mới vừa rồi nè, Dạ. về phát triển kinh tế, Dạ. đưa ra ý tưởng tỉnh mình nè, cán bộ phải có tầm tư tưởng, chứ không thể cứ loay hoay cuốc đất trồng khoai mì, mà phải làm ăn lớn, phải liên doanh liên kết với nước ngoài, phải gấp rút và đưa ra những kế hoạch thành lập các dự án, rồi xây dựng khu công nghiệp, rồi những vấn đề liên quan đến triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ 6 nữa. Đại hội đổi mới, có những sáng tạo tư duy mới, nhất là tư duy kinh tế. Dạ. Ông còn mạnh dạn đề cập đến vấn đề đất đai nữa, dám đưa ra kế hoạch hay là chương trình để thu hồi một số đất khu quân sự chuyển sang cho xây dựng kinh tế. Toàn là những vấn đề lớn và khó khăn, có thể nói phải vững tay chèo tay lái lắm mới có thể vượt qua khúc ngoặt lịch sử này ạ. Má, cơm má nấu ngon quá. Cái thằng, từ từ đã con. Không đâu á, ngon bằng cơm của má hết á. Nhất là canh chua lá giang nè, cha con thích lắm mày, á. giống tánh y ba mày. Đói là không có chịu được. Má, má ngồi xuống ăn đi má. Ừ, con ăn đi. Ba con á, ổng á, còn có tật xấu đói. Đi đâu về á, là đi thẳng vô nhà bếp, coi có gì ăn được không. Má à, Ừ? đêm hôm á con mơ thấy ba ổng về, ổng khen là con có bạn gái xinh đó má à. Vậy hả? Ổng Dạ còn có nói cái gì nữa không? con không có nhớ hết, đại loại là ổng rất vui đó má à. Chiêm bao á là ngược với sự thật ở ngoài đời đó nghe con. Má cứ mê tín làm gì, má cứ nghe lời ba con đi. Má biết, nhưng má không có tiện hỏi. Nói cho má nghe, chuyện đó tới đâu rồi? Càng gặp nhiều khó khăn á, tụi con càng thương nhau nhiều hơn má à. Má coi bộ dạng cô ấy không có hợp với nhà mình đâu đó. Bộ má coi tướng được hay sao má? Nhìn bộ dạng là má biết, móng tay móng chân thì sơn đỏ chót, mặt mày thì son phấn, quần áo thì sờn sàng. Không lẽ cô ấy đến đây là phải mặc áo bà ba hả má? Mà con có hỏi lý lịch cô ấy không? Má à, giải phóng đã bao nhiêu năm rồi, má còn đòi xét lý lịch gì nữa? Bao nhiêu năm thì bao má không biết. Nhưng mà con phải coi nhà người ta như thế nào. Càng tìm hiểu á, con càng thương cô ấy nhiều hơn đó má. Con phải nhớ, ba con á, là liệt sĩ, má là cán bộ cách mạng. Có bạn bè yêu đương ở đâu thì cũng phải nhớ, để sau này khó đó. Chả lẽ phải hỏi người yêu mình lý lịch nhà em ra sao? Không phải là vậy, nhưng con phải hỏi nhà người ta như thế nào để biết mà tránh chứ. Má có một mình con. Con mà không nghe lời má, má lên đồng dừa má ở với bạn của má. Bay từng này tuổi đầu rồi mà không biết xoay sở sao cho yên. Bay cứ theo mọi người lên trển, coi tận mắt mới được.
Thiệm mà thiệm, thiệm cứ yên tâm đi. Vợ chồng hay học á là thủ lĩnh đám thanh niên ở trển á, ốp hường ở nhà, mà hét một tiếng thôi lửa cháy cả đám rừng luôn đó thiếm. Vậy ha. Kìa anh hai, má nói vậy mà anh không hiểu ý má hả? Trời ơi, má có khi nào coi anh là người lớn đâu. Tại anh tối ngày cứ lo đọc sách, cậu ấm thư sinh thì trói gà không chặt. Má không lo cho anh thì lo cho ai? Tôi chưa hề là cậu ấm nghe. Coi cái bàn tay tôi nè. Trời đất, coi bàn tay nè. Chịu, tôi không có làm lụng mà cha như vậy đâu nha. Nó từ nhỏ quen làm lụng chân tay rồi, nhưng mà cũng từ nhỏ lúc nào cũng kè kè cuốn sách. Thiếm à, chịu lên trên đó thì hợp với ý nguyện của tụi con rồi đó. Hợp sao? Anh hai học mà có Thiếm ở kế bên cạnh thì Út Hường đâu có dám ăn hiếp. Ừ, để coi tôi ăn hiếp ổng hay là ổng kèo nèo tôi. Má phải công bằng chuyện này cho con nha má. Rồi để đó má xử cho. Chị cho em lên trển với chị. Thôi em đừng có kèo nèo nữa. Chị Tư cần em thông dịch, không phải chuyện nhỏ đâu. Bây giờ em là em Út trong đại gia đình, ở với chị cũng giống như ở với anh chị hai vậy đó. Khi nào em muốn lấy chồng tùy em. Dạ. Xe tới kìa, mọi người ra xe luôn nha. Dạ. Rồi, đi. Đi. Đây để má cầm cho. Ủa, ông đã đi công trường vậy rồi hả? Em phải đi từ lúc 5 giờ sáng mới kịp giao ban với các đội trước giờ làm anh à. Lâu rồi, nay mới được sống lại trong không khí chiến dịch. Em cũng không ngờ là anh lên đây cái lúc bú xù xù như vậy đó. Không phải mình đi chơi, mà mình mới về. Mấy anh thường vụ cho đi một vòng thăm các địa phương và các công trình trọng điểm, để hình dung ra công việc nay mai. Bây giờ anh nên ăn sáng đi, rồi đi cùng em lên đỉnh núi gặp anh chị em trong đội kỹ thuật nền móng và đội khoan nền nghe. Mình ăn sáng rồi, ông cứ đi ăn đi. Vậy thì thôi, em ăn chung với mấy anh em trong đội làm đường rồi. Mình đi luôn nghe anh. Đang bắt đầu sang nền đường, khắc phục bằng cách rải đá trước anh à. Anh coi có nhận ra khu này là khu nào không? Tôi nhận ra liền. Đây là dốc Bà Tiên. Thời chống Pháp, Bà Tiên là chị nuôi leo dốc. Vì bà mập quá mà liên tục ngã, bà cứ ngã lăn tròn như cái nồi quân dụng. Thương bà nên anh em gọi là dốc Bà Tiên Mập. Sao bỏ chữ mập đi, thành dốc Bà Tiên nghe thuận hơn. Anh quả là người có trí nhớ tuyệt vời đó. Hồi năm 74, nhiều lần đi qua đây. Tớp cán bộ khu ủy đi qua vùng này đều dừng lại nấu ăn trưa. Ai mà hình dung được sau 10 năm mình lại trở thành người đi xây dựng tháp truyền hình. Nhiều lúc trở về lại chiến khu xưa, em nhớ những thằng bạn đã mất anh à. Hồi đầu năm 74, mình được trên khu cử về nắm tình hình hậu cần và kho tập kết hàng ở đây. Đoàn đi có 5 anh em. Bữa cơm trưa anh nhận trưởng đoàn bảo, mai kia giải phóng, nơi này sẽ thành nơi nghỉ mát, điều dưỡng tuyệt vời. Anh em tranh luận không nghĩ nghiếc gì hết, thành lập một khu bảo tồn, khu rừng nguyên sinh, nuôi thú cho dân mình coi. Vậy rồi đi. Nửa tháng sau hoàn thành công việc về, bị địch phục dưới chân dốc. Cuối cùng hai người đã hy sinh. Đây nữa. Nè, bao nhiêu đây đủ chưa?
trời đất, Nhi không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Tôi không phải là chuẩn bị cho bà đâu, mà tự tôi chuẩn bị cho tôi đó. Biết rồi, bây giờ bà cho tôi phải không? Cô ơi, ở đời không có ai cho không ai cái gì đâu nha. Ghê quá ha, dạo này Nhi thấy Sương thay đổi nhiều quá. Thay đổi hả? Ừ, tất nhiên rồi. Mà nè, bà có muốn qua đây giao tiếp với mọi người không? Liệu Nhi có hợp với chỗ đông người hay không? Sao lại là chỗ đông người chứ? Giống như bây giờ, chỉ có hai đứa tụi mình thôi mà. Mà dì có bên tổ hợp gớm nhiều lắm. Khi nào anh Bảy rủ qua thì mình qua chơi nha. Dạ, con chào cô chú. Ba má mới tới. Bảo Nhi đó hả con? Sao mà gầy gò dữ vậy nè? Ăn uống làm sao vậy? Bây giờ con đang ở đâu? Dạ, hiện tại con đang làm việc ở lò gốm Thanh Long á cô. Đúng là trời cao không có mắt mà. Dạ, ba má con mất hết rồi. Về quê không còn ai cưu mang nữa. Con không biết làm sao hết. Con nè, bây giờ con hãy về đây với cô chú. Có cơm mình ăn cơm, có cháo mình ăn cháo, nghe con. Dạ. Tội nghiệp cháu tôi. Đánh đi con. Đừng khóc nữa. Chú ba nói là thiệt lòng đó con. Chào em. Dạ chào em. Chào em. Chào. Dạ chào. Mời vô ngồi. Kê chứ ngồi giống kia chị. Qua đây ngồi với tôi nào. Qua đây ngồi, qua đây nè. Vô đi anh hai. Ừ. Xuống ghế đi. Mời anh hai ngồi. Ừ, được rồi. Ngồi đi anh hai. Chị ngồi xuống chị. Dạ. Xin các đồng chí trật tự, trật tự. Tôi xin giới thiệu đồng chí Trần Vịnh, Tỉnh ủy viên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, có đôi lời phát biểu. Thưa các đồng chí, theo chỉ thị của ban tổ chức tỉnh ủy và thực hiện các quy định của quy chế mới về quy trình bổ nhiệm cán bộ, hôm nay tôi với tư cách là trưởng ban kiểm phiếu được chỉ định, đề nghị anh chị em một lần nữa xác định đây là công việc bổ nhiệm chức vụ tổng biên tập, một chức vụ quan trọng nhất, nặng nề nhất của một tờ báo, nhất là tờ báo Đảng. Trước khi các đồng chí bỏ phiếu, vì cấp ủy và ban biên tập đã có đề nghị trước, yêu cầu chúng ta đề cử, ứng cử lấy một vài gương mặt. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình đồng chí Hai Bứa, phó tổng biên tập, tuy chỉ có một đồng chí phó tổng biên tập là ứng cử viên, nhưng theo quy định của chúng ta vẫn phải bỏ phiếu kín. Vậy trước khi vào cuộc, đề nghị chúng ta có còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì chúng ta phát phiếu. Xin mời đồng chí Quyết. Xin cảm ơn sự quan tâm của cấp trên đã tăng cường dân chủ trong việc bổ nhiệm cán bộ. Đây là lần đầu tiên chúng ta được hưởng một quy chế mở đầy thiện chí. Vì vậy tôi xin tiến cử thêm đồng chí Trung Thái. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi xin nói thêm về anh Trung Thái. Có thể nói anh Thái là một cán bộ mẫu mực, rất giỏi về chuyên môn và có kinh nghiệm trong quản lý, là một người rất có trách nhiệm. Thôi, đừng có dài dòng nữa. Anh muốn bầu cử ai thì bầu cử. Ở đây ai tài giỏi thì mọi người cũng biết hết rồi. Anh Trung Quý, anh không được cắt ngang tôi như vậy rồi, hãy để tôi nói hết. Xin mời đồng chí Hương Thảo. Tôi nhất trí đề cử anh Trung Thái. Bầu chọn mà chỉ có mình anh Bứa, tôi e nếu trúng cao phiếu thì anh Bứa cũng không vui bằng khi có người cùng ứng cử. Tôi xin hết. À, tôi có ý. Kệ đi, đi có bầu. Không ổn rồi, có thêm Trung Thái nữa. Đề nghị hai đồng chí ghi thêm tên đồng chí Trung Thái vào danh sách ứng cử. Có ai có ý kiến gì nữa không?
Bà thông cảm, đây là cơ quan huyện, bà muốn gặp ai? Tôi muốn gặp Út Minh. Dạ, anh Út đang bận họp. Mà bà là ai? Tôi á là cán bộ ở huyện này, đã nghỉ hưu rồi, bữa nay có việc muốn gặp Út Minh. Dạ con chào má. Ủa má đến đây bằng cách nào? Có chuyện gì không hả má? Mày cho tao vô tao mới nói chuyện được chứ. Dạ con mời má. Dạ con mời má. Cán bộ các anh bây giờ sang ghê á, hèn chi. Dạ con mời má ngồi, mời má uống nước. Tao á nhờ người xe ôm chở lên đây để gặp mày, chứ không phải lên đây để uống nước. Tao nói thiệt á, tao giận dữ lắm tao mới lên đây, rất chi là giận. Má, có chuyện gì á thì má nói con nghe. Sao chưa gì má đã la con? Má uống nước đi. Mày á, mày chỉ lo cái thân mày thôi. Thằng Hai Chiến bây giờ á, nó hư hết thuốc chữa rồi. Má, má nói thằng Chiến nó hư là hư làm sao? Làm ăn gì mà bị tù tội. Không hư á mà bị công an bắt giam cả tháng trời. Mày đừng có tưởng bà già này không biết. Đừng có giỡn mặt nghe chưa. Má, hoàn toàn không có chuyện gì sai trái, chẳng qua là sự hiểu lầm thôi. Bây giờ định rước con gái ác ôn về, cả thị xã này ai cũng biết. Đi đâu á ai cũng hỏi tao. Sao bà có mỗi thằng con trai, tưởng đâu hay ho gì, hóa ra lấy con của ác ôn. Vậy là má sai rồi. Dạ tôi sai, tôi sai. Từ nay tôi từ thằng Hai Chiến nếu nó không suy nghĩ lại. Má cứ bình tĩnh nghe con nói. Tôi nói cho các anh biết, mai kia tôi lên Đồng Dừa sống với bạn già tôi ở trển. Kìa má, má, Hai Chiến là cán bộ nguồn của tỉnh, của huyện đó má. Bây giờ tình hình còn nhiều phức tạp và khó khăn, tụi con phải được chui rèn trong đó. Cô Sương là người có lý lịch như vậy, nhưng cổ là người đầy nghị lực, có ý chí vươn lên đó má. Tốt đẹp gì tao không biết, mà bây giờ tao khổ á, là đi đâu ai cũng hỏi. Con nói thiệt, má đừng có quan tâm đến lời đồn đại. Cô Sương không có xấu như người ta nói đâu. Thì lý lịch nó đã rành rành như vậy, nên người ta không cho nó học đại học, rồi còn trốn đi vượt biên. Trời ơi, sao mấy người tối tăm quá vậy không biết. Quan niệm cũ quá khắt khe, bây giờ đã qua rồi. Má bình tĩnh lại đi. Cậu thấy liệu mình có thắng phiếu không? Sao lại không? Anh vẫn là ứng cử viên số 1. Thằng Thái, sao mà thắng anh được? Kết quả bỏ phiếu đã có. Xin mời các đồng chí vô hội trường để chúng tôi làm việc. Vô đi nè. Vô đi nè. Ừ. Báo cáo các đồng chí, ban kiểm phiếu chúng tôi làm việc rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Tổng số phiếu phát ra là 57, tổng số phiếu bầu là 57, số phiếu không hợp lệ là 2. Đây là hai phiếu không gạch ai. Số phiếu hợp lệ là 55. Đồng chí Hai Bứa được 15 phiếu, còn đồng chí Trung Thái. Cảm ơn. Má, má cứ ở lại đây với tụi con vài ngày là má biết liền à. Mày phải trả lời tao ba câu hỏi. Dạ, má cứ hỏi đi. Thì tao hỏi rồi đó. Thứ nhất á là không làm cái gì tại sao bị công an bắt. Thứ hai á là mê cái gì mà định lấy con nhà ác ôn. Thứ ba là ai đưa nó vô đây, hay là anh em tự bao che lo lót cho nhau. Dạ, má cứ ở lại đây chơi với tụi con vài ngày rồi má sẽ hiểu tụi con hơn. Má đừng có làm lớn chuyện, hơn tí là nâng quan điểm chật lất rồi má ơi. Hai Chiến phấn đấu đến chừng nào là má cứ la hét, làm sao tụi con tiến bộ được. Đi tới đâu cũng nghe người ta thì thào, Hai Chiến thế này, Hai Chiến thế kia. Má cứ yên tâm, tụi con muốn hư cũng hư không được. Thôi, giận quá má nói vậy. Bây giờ má về. Nè, tao giao thằng Hai Chiến cho mày. Nó mà hư hỏng gì là mày chịu trách nhiệm nghe chưa. Má giao thằng Hai Chiến cho con thiệt hả? Tao giao thằng Hai Chiến cho mày là giao cho thằng Út Minh à, chứ không có giao cho thằng chủ tịch Út Minh nghe chưa. Dạ Út Minh con tuân lệnh. Từ hôm nay Hai Chiến làm gì, đi đâu, không xin phép đến con là con mét má liền. Trời đất quỷ thần ơi, tao đi chiến đấu bao nhiêu lâu, bây giờ giải phóng rồi, cả nước, cả tỉnh biết bao nhiêu cô gái đẹp, mà không lấy, lại định lấy con nhà ác ôn. Tao nhắc lại nè, mày phải có trách nhiệm. Nó mà mê mũi cái con bé đó thì tội chính là mày nghe chưa. Má, má tin con đi, con sẽ làm theo lời má. Con chưa giải quyết cho Hai Chiến lấy vợ lúc này, được chưa má? Được, má về nghe.
Dạ, má về. Má anh hồi giờ hiền khô à. Vậy mà khi có chuyện, má anh lên là Út Minh dữ lắm. Ủa sao kỳ vậy anh? Sao tự nhiên má anh lại la Út Minh chứ? Bộ Út Minh có tội tình gì hả? Má anh gửi anh cho Út Minh trông coi. Trời, làm như anh là con nít vậy. Với má thì anh chưa đủ khôn lớn. Anh Út Minh dọa má, nếu má cứ la Toàn hoài á thì Toàn sẽ không tiến bộ được, là má xuống gam liền à. Trời đất, sao mấy anh làm với má như vậy? Má vui là Toàn mừng rồi, không thể để má lo nghĩ nhiều. Không ngờ mấy anh cũng lắm trò quá ha. Cuối năm nay mình cưới nhau rồi em ha. Lần đầu tiên em nghe nói giọng này thấy ghét quá đi. Anh không được lộn xộn đó, mình vẫn chưa cưới mà anh. Anh biết rồi. Đi Liên Xô á, tiêu chuẩn được mang theo là 2 bộ áo váy bò, một đồng hồ Citizen, một lô xà bông ca may và vài chục cục pin điện tử. Gồm lại các thứ với nhau á, con thấy là khoảng 2 vali đó ba. Căng lắm không ba? Con lo cho con bé đồ dùng phụ nữ thiệt là chu đáo nha. Dạ. Thì mấy anh chị trong đoàn cũng nói là cứ mang đầy đủ hết đi, rồi khi mà qua bên đó lỡ mà có gì á thì bán những thứ đó xong rồi lấy tiền lo chi phí đó ba. Phải rồi, mình phải tạo điều kiện cho con bé lần đầu tiên nó xa nhà. Ông à, tôi thấy là lần đầu tiên con Mai Phương nó phải sống xa nhà với một thời gian dài như vậy. Sao má thấy lo cho Mai Phương quá con à? Má, con cũng không biết tính sao, nhưng con thấy ai cũng vui cho Mai Phương hết. Vậy lại không thấy ai ngăn cản nên con cũng yên tâm. Thôi, bà má yên tâm đi. Được đi học vật viện Tchaikovsky là cả một sự ưu tiên đó con. Bà ơi, trường đó không có tiêu chuẩn ưu tiên, mà phải có tài năng thật sự mới thi vào trường được đó ba. Thì bà nói ưu tiên là như vậy đó. Ưu tiên đối với những tài năng thì mình đừng có lo lắng quá đi. Ở những cái nước mà văn hóa cao á thì họ rất trọng nhân tài á, rồi nó sẽ được lo ăn học chỉnh chu tử tế, thấy không? Ba má, bà má có biết cái thằng Hai Quốc, con của anh Hai Thành và chị Kim Thi, cũng sắp đi du học nước ngoài rồi đó? Ờ, vậy sao? Dạ. Bà cũng có nghe nói mấy đứa nhỏ mà được ra nước ngoài học á thì nó có rất nhiều bè bạn bốn phương, sau này mà tương lai tiền đồ của tụi nó sẽ tốt đẹp nè, rồi đất nước mình á mỗi ngày mỗi phát triển lên, đúng không? Dạ con hiểu rồi ba. Ủa, ra coi ai bấm chuông kìa. Dạ, để con đi ra mở cửa nha ba con. Má, nhà của Mai Hằng có thơ. Rồi, mời chị ký nhận vô đây. Thư của ai đó con? Dạ, để con coi. Thank you.
Xin phép bà má. Bà đi theo nó con. Cô Mai Hằng, chúng tôi biết cô rất hận con trai của chúng tôi, giận chúng tôi. Nhưng giờ này Sáu đã không còn nữa. Số phận đã trừng phạt nó, trừng phạt chúng tôi như vậy. Chỉ còn giọt máu duy nhất của nó và của cả gia đình dòng họ. Chúng tôi cầu xin cô hãy quên đi quá khứ và bỏ qua tội lỗi của nó, cho chúng tôi được nhận giáo. Cô hãy rộng lòng cho phép chúng tôi được thăm Mai Phương khi trở về Việt Nam. Mai Hằng, chuyện gì vậy con? Mai Hằng, Mai Hằng, con làm sao vậy hả? Con làm sao vậy? Con đợi con qua đây. Qua đây. Con làm sao vậy hả? Đây là thư của ba mẹ Sáu Lé từ Mỹ gửi về đó. À, sao họ lại biết địa chỉ của nhà mình mà gửi về đây hả? Trời ơi, sao lại là Sáu Lé nữa chứ? Trời ơi, lại là thằng Sáu Lé. Ba, nó đã chết rồi mà sao vẫn còn gây tai họa cho nhà mình hả? Ba, đây là thư của ba mẹ Sáu Lé bà. Ba mẹ Sáu Lé? Ba mẹ Sáu Lé? Họ còn muốn gì ở gia đình chúng ta nữa đây hả? Ba, hả? Họ biết Mai Phương nhà mình là cháu nội của họ nên họ muốn gặp Mai Phương đó ba. Thằng Sáu Lé nó đã gây ra đủ tai họa cho nhà mình rồi, bây giờ nó còn muốn cái gì nữa? Ba, thư của nhà Sáu Lé nói là Sáu Lé và vợ con đã chết mất xác trong lần vượt biên ra nước ngoài đó ba. Không biết bằng cách nào họ tìm được địa chỉ nhà mình. Họ biết Mai Phương là con ruột của Sáu Lé nên họ muốn nhận lại đó ba. Không thể được, họ không có quyền gì bắt con Mai Phương đi hết á. Từ từ đi ông à. Ba, sao quá khứ tội lỗi nó cứ đeo bám con hoài vậy ba? Con à, con phải thật bình tĩnh mà suy xét. Mà tôi dặn hết với mọi người, chuyện này á không cho con Mai Phương nó biết. Anh Út Minh. Ủa Chiến, tình hình công ty có gì vui không em? Em đang rầu lòng lắm đây anh ơi. Thôi vô ngồi đi. Tưởng đâu công ty em làm ăn phát triển tốt chứ. Thế này anh, tụi em đang gặp một vấn đề hết sức đau đầu. Tụi em đang cần một lượng ngoại tệ lớn để nhập máy nông cụ và máy nông nghiệp của các nước đang có bán ở Thái Lan, thêm một số hợp đồng của các đối tác và phục vụ nhu cầu khá lớn của thị trường. Ừ. Em đến đi muốn hỏi anh, mình phải làm cách nào bây giờ? Đang làm vật liệu xây dựng khá trôi chảy, lại còn tính toán thêm gì nữa. Cẩn thận năng động quá khéo bị hỏng đó. Anh chưa biết đó, làm vật liệu xây dựng không trôi mãi được đâu. Đã sắp tới lúc không ăn thua được rồi. Cụ thể là sao? Khi liên kết làm vật liệu xây dựng, cụ thể là khai thác đá sỏi với chỗ công ty của anh Quỳnh Lâm và làm lò vôi với tổ kinh tế hậu cần công an tỉnh của anh Phi đều đã chững lại rồi anh. Anh cũng biết đó, cả tỉnh bây giờ đều đổ xô vào kinh doanh vật liệu xây dựng, cung lớn hơn cầu nhiều quá, kéo dài là chết. Em đã bàn thống nhất trong nội bộ công ty rồi, phải chuyển qua nhập khẩu máy nông nghiệp và máy nông cụ thôi anh à. Càng nhanh càng tốt, mà muốn nhập á thì cần ngoại tệ, cụ thể là đô la. Cần nhiều lắm anh ơi. Việc này khó đó, phải tính toán kỹ. Em hiểu. Khó nhất á là buộc cần phải có ngoại tệ. Ngân hàng thì cho đổi nhỏ giọt, mua gom ngoài thị trường á thì là phi pháp. Mà không mua gom á hay thu đổi ngoại tệ ngoài hệ thống ngân hàng thì ta biết xoay ở đâu ra. Việc này khó đó, ta cần phải hỏi ý kiến của anh Năm Nghĩa. Cần có sự chắc chắn của anh Năm để cầm cương. Em hiểu ý anh. Hay giờ ta cùng sang gặp anh Năm Nghĩa để hỏi ý ảnh được không anh? Tất nhiên là tôi ủng hộ, nhưng phải có ý kiến của anh Năm Nghĩa. Hằng à, em nói cái gì vậy? Em không thể trốn chạy như vậy được. Không, em nhất định phải cắt liên hệ với họ. Hằng à, trong hoàn cảnh này thì em suy nghĩ như vậy thôi, chứ còn anh nghĩ không ổn đâu em. Hơn nữa mình đang sống trên đất nước của mình, người ta ở nước ngoài về tìm mình, người ta có cái lý về tình cảm của người ta.
em không thể trốn chạy được đâu. Ngay cả anh cũng không ủng hộ em, em phải làm sao bây giờ? Không, anh luôn luôn đứng bên cạnh em mà. Nhưng thật ra bây giờ thì anh cũng bối rối lắm. Mình cần phải nghĩ thêm em à. Cần nghĩ? Nghĩ như thế nào? Nghĩ làm sao em mới hết khổ được chứ? Hằng à, đây không chỉ là câu chuyện của riêng số phận em. Anh nói vậy là ý sao? Em khoan nổi giận anh đã. Anh rất hiểu nỗi khổ của em. Nhưng anh nghĩ câu chuyện hậu chiến của đất nước chúng ta đâu có dễ gì giải quyết ngày một ngày hai được hả em? Chào ông. Chào chị. Thưa ông, có lẽ ông đã quên tôi. Tôi ở biên xa lên đây tìm ông. Tôi là mẹ của ông Chiến. Ông nhà tôi á là liệt sĩ, là bạn chiến đấu cùng ông năm xưa. Ủa, thì ra là chị. Mời chị ngồi. Dạ. Tôi thiệt có lỗi với anh với chị quá. Chị lặn lội tới đây để tìm tôi, chắc là có chuyện gì phải không chị? Dạ, tôi muốn nhờ ông á thông tin về một người ở đây. Chị uống nước đi, chị đi đường chắc còn mệt. Mà Hai Chiến đâu rồi chị? Giờ nó sao rồi? Đó, chuyện liên quan tới nó đó. Thằng Chiến hiện đang là giám đốc công ty xuất nhập khẩu ở biên xa đó ông. Ủa, vậy sao? Tôi không biết, thiệt có lỗi với chị quá. Ai chứ, Hai Chiến đó nghe nói rất khá, tôi chưa gặp. Nhưng năm rồi tôi nghe tin trên báo, nói Chiến cùng lãnh đạo biên xa cứu đỡ cho khu kinh tế mới khá ngoan mục. Rồi có bị cấp trên nhắc nhở, nhưng rồi cũng tai qua nạn khỏi. Vì họ làm đúng mà. Như vậy thì nó mới đúng là mang bản lĩnh của anh nhà chị đó. Dạ, cảm ơn ông có lời khen. Vậy thằng Chiến sắp mang con dâu về cho chị chưa? Tôi đang rầu về chuyện này đây nè ông. Hai Chiến là cán bộ trẻ, đang hăng hái, năng động, triển vọng lắm đó chị. Dạ. Chắc nó còn đang lo phấn đấu, chị vội lo làm gì? Nó có chuyện ông à. Cách đây ít bữa, nó đưa về giới thiệu với tôi một cô. Cũng xinh xắn, trông có nết, nói năng cũng ngoan lắm. Nhưng là con của nhà Ngụy Ác Ôn. Cổ là Thu Sương ở phường này đó. Là Thu Sương hả chị? Dạ. Tôi nhớ rồi. Thu Sương á có hoạt động văn nghệ ở đoàn thanh niên phường. Để tôi cho gọi cán bộ đoàn lên. Em vừa có thông tin ở ngoài Bắc, nhà máy gang thép Thái Nguyên vừa xuất sang Thái rất là nhiều thép. Lương ngoại tệ họ thu về rất là lớn, nhưng họ lại thiếu tiền Việt để tiêu. Em nghĩ chúng ta có thể trao đổi. Vậy cậu định làm bằng cách nào? Em đã liên lạc được với họ, và họ đã đồng ý đổi với giá rất là dễ chịu anh à. Có điều là phải mang tiền ra ngoài đó cho họ coi. Em đã bàn trong công ty, tụi em sẽ chuyển tiền ra Bắc bằng ô tô để đổi ngoại tệ. Không được, cách này nguy hiểm lắm, chưa ai từng làm như vậy cả. Đúng là nguy hiểm, mang một đống tiền đi xa lại không có giấy tờ gì cho phép. Việc này không an toàn chút nào, không khéo lại còn nặng hơn vụ nông sản trước đây. Nhưng có lẽ em nghĩ kỹ rồi anh Năm à, cũng nên làm thôi anh Năm. Ta phải tính kỹ lại đã. Nếu vượt rào một lần nữa, không được nương nhẹ như trước đây đâu. Trên đã có tư tưởng đổi mới rồi mà anh. Phải cởi trói, tự cứu mình trước khi trời cứu. Chỉ có chính sách là chưa ra kịp. Em nghĩ chúng ta phải mạnh dạn lần này. Chiến nói đúng đó anh Năm. Chỉ cần anh ủng hộ, có anh cầm cương, thì tụi em ráng làm, ráng chịu. Các anh cứ để em làm, coi như là em làm chui. Miễn là có lợi và tháo gỡ được tình hình lúc này anh à. Cậu làm việc này tôi càng lo, rủi ro cao lắm. À, chào con gái, con đi học mới về hả? Dạ, chào cô. Xin lỗi, cô là ai ạ? Cô là bà Lệ Thanh, cô bán sạp hàng ngoài chợ. Cô tình cờ được nghe con biểu diễn đàn piano. Cô là dân làm ăn, nhưng rất thích tiếng đàn của con. Thấy con dễ thương, cô muốn làm quen với con. Vô đây uống với cô ly nước được không? Dạ con cảm ơn cô, nhưng xin phép con phải đi về ạ. Cho cô xin chút thời gian đi, vô đây uống với cô ly nước rồi về. Nha con. Dạ. Uống nước đi con. Dạ con cảm ơn. Nhà con gái ở đường nào?
Dạ con ở Lương Thành cô. Nhưng con trò học ở ký túc xá, cuối tuần con mới về nhà. Đó, cô thấy không? Ký túc xá của con ở khu đó, đi chút xíu nữa là tới. Ba má con làm gì? Chắc giỏi lắm ha. Dạ, con chỉ ở với má với ông bà ngoại thôi. Chứ ba con ở đâu? Con không có ba. Má con nói con mất ba từ khi con còn nhỏ xíu à. Má biểu con là chỉ cần biết má với ông bà ngoại thôi. Sao má con nói như vậy được? Con người ta phải có gốc gác tổ tiên. Con không bao giờ tự hỏi gốc gác họ hàng nhà nội của con ở đâu hay sao? Cô nói gì? Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Cô yêu quý con, cô chỉ muốn quan tâm tới con thôi con gái à. Không, không ai lại quan tâm như vậy cả. Cô đã nói dối là cô thích tiếng đàn của tôi đúng không? Không, cô chỉ muốn nói chuyện nhiều với con thôi, con gái. Không có ai mà nói chuyện như vậy cả. Cô cần gì ở tôi? Có nhiều chuyện con sẽ hiểu nếu con dành thời gian nói chuyện với cô. Không, cô là người không tốt. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Chị con, chị con đừng đi con. Cô buông ra đi. Đừng buông ra. Đừng đi con, đừng. Ủa, đây là đâu? Sao ba dẫn con vô đây vậy? Quốc nè, con sắp đi xa á. Bữa nay ba với nội đưa con tới đây để nhắc nhở con luôn nhớ về một quá khứ hào hùng của dân tộc ta. Dạ. Đây là những vũ khí của bọn giặc dùng để càn quét, bắn phá nước ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Và chiếc xe này dùng để ủi hàng rào và giúp chúng ta tiến vào thủ phủ của địch đó. Thì cái này có thể ủi banh hàng rào của địch để mình tiến vào ha. Rồi bên kia nữa. Quốc nè, con đi ra nước ngoài học bằng tiền của nhân dân thì con phải làm sao cho xứng đáng với những mất mát và hy sinh này. Dạ. Cố gắng lên nghe con. Các anh kiểm tra lại các thiết bị súng. Lái xe, chúng ta chuẩn bị lên đường. Anh đã lựa chọn tôi giữa mấy người đem ra sát hạch. Chuyến đi quan trọng này tôi sẽ đi ngon lành, không phụ lòng anh. Tôi nhắc lại, đây là chuyến đi hết sức quan trọng, an nguy đến sự tồn tại của công ty và chính bản thân của chúng ta. Tôi đề nghị lái xe phải hết sức thận trọng, chú ý đến các điểm kiểm tra của công an. Mọi người sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.